đem đến những đổi mới trong tư duy sản xuất của người nông dân. Đó là một lợi ích thiết thực của các hợp tác xã. Qua mô hình kinh tế tập thể này, các thành viên có sự chuyển đổi từ phương thức sản xuất tự phát nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, liên kết bao tiêu sản phẩm và quan trọng hơn là tuân theo các quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn nhằm nâng cao giá trị nông sản đặc trưng của địa phương. Đây là sản phẩm của Hợp tác xã Chè Xanh, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang nhiều hộ thành viên chủ động đầu tư nhãn mát, bao bì, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc. Tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, họ cũng đã xây dựng nên một vùng nguyên liệu an toàn từ việc áp dụng những tiêu chuẩn như Việt Gap, Global Gap. Đó là những cách mà người trồng chè ở đây đang thực hiện để khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình. Xuất phát từ đổi mới tư duy, họ đã nhận lại những lợi ích thiết thực. Vào hợp tác xã là không không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, này và đã đem lại cái sức khỏe cho mọi người cho trực tiếp là người làm chè cây chè và cái chất lượng được được nâng lên rõ rệt và cái giá trị sản phẩm từng trên cân chè thì nó cũng được nâng lên cao cũng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với 28 thành viên cùng cam kết tuân thủ những tiêu chuẩn trong thực hành nông nghiệp tốt, Ban Quản trị Hợp tác xã cũng chính là những người giám sát, đảm bảo cho các quy trình sản xuất được đồng bộ. Các thành viên giám sát lẫn nhau từ cái khâu làm cỏ lẫn chăm bón phân, phun thuốc và thu hái đến khi sau sấy ra được cái thành phẩm chất lượng tốt. Từ vùng nguyên liệu hơn 12 hecta, mỗi năm trung bình hợp tác xã trẻ xanh xã Thái Sơn cung cấp ra thị trường 7 tấn trẻ khô. Các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước đã tạo động lực để các thành viên mạnh dạn thực hiện các hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm của hợp tác xã. Tới đây, lộ trình của chè xanh Thái Sơn là sẽ đi vào ô cốp, chúng tôi cũng sẽ là thay đổi cái giống chè, tuyển chọn những cái giống chè có những cái chất lượng cao để đưa ra thị trường. Có thể thấy với sự hỗ trợ của nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của các hợp tác xã viên, những năm gần đây, mô hình kinh tế này và sự nỗ lực vươn lên của các hợp tác xã, những năm gần đây, mô hình kinh tế này đã ngày càng khẳng định có vai trò quan trọng. Qua các hợp tác xã, đã hình thành những tư duy mới từ liên kết chuỗi giá trị trong nông nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, làm vơi bớt nỗi lo được mùa mất giá và tạo việc làm tăng thu nhập cho người nông dân.